để mình hướng dẫn cho. Để cái video này để mình chia sẻ cho khách hàng luôn nhá, để mình quay video mình chia sẻ khách hàng luôn. Vâng. Thưa các bác, thì đây là một cái video mà hướng dẫn một cái bác khách, bác ấy đang sử dụng cái đầu đã nâng cấp lên cái main của bên thương hiệu SmartCare. Và cái đầu này thì nó sẽ lắp được vào gần như là 100% tất cả những cái màn hình cảm ứng có mặt ở trên thị trường thì đều lắp được vào cái đầu này. Đấy, thì cái quan trọng là khi mà lắp vào một cái màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái dây tín hiệu cảm ứng. Và trong cái video này thì em sẽ hướng dẫn cái bác khách này là bác ấy sẽ lắp vào cái màn hình cái gọi là cái đầu SmartCare, gọi là cái đầu chạy main SmartCare lắp vào cái màn hình cảm ứng của hãng VKTV đúng không bạn? Bạn quay vào cái màn hình, Đúng rồi. bạn bạn quay vào cái màn hình đi. Bạn quay vào cái màn hình của bạn đi. Đây màn hình đấy, À, màn màn hình chọn bài đấy. màn trắng ở đây mình sẽ nói là cái màn này là màn trắng và màn G của hãng VKTV. Bạn ở đâu nhỉ? Dạ mình ở Lạng Sơn ạ. Lạng Sơn rồi. Bây giờ bạn rút điện, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn luôn nhé. Có nghĩa là cái đầu SmartCare thì nó sẽ lắp được vào gần như là 100% tất cả những cái màn hình cảm ứng. Và mỗi một loại màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ có một cái cách đấu cái dây cảm ứng nó riêng. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Dạ. cách đấu nhé. Bạn tắt đầu tiên là bạn bật cái đầu lên rồi này, cái đầu của bạn bật đã bật lên rồi này. Tiếp đến là bạn rút cái dây nguồn, Vâng. rút cái dây nguồn của cái màn hình cảm ứng ra. Mình trong cái quá trình thao tác thì mình sẽ rút tách bóc tách cái điện ra. Rút cái nguồn điện của cái màn hình Vâng. cảm ứng thôi nhé. Vâng. Thì mới rút cái dây nguồn đó đúng không em? Đúng rồi. Vâng. Vâng, em rút dây điện ra rồi. Rồi ok, mà bây giờ ở trên cái màn hình cảm ứng nó có một cái dây như kiểu dây mạng internet đúng không? Dây mạng internet mà đưa xuống Vâng. cái đầu ấy. Bạn cầm cái dây đấy hộ mình. Dạ vâng, đúng. Nó như là cái Thế dây cái dây mạng này internet. nó bị tuột cái đồng ra Đúng này. rồi, bạn đã làm tuột rồi, bây giờ mình hướng dẫn bạn đấu luôn. Mà bây giờ bạn không cần qua cái bộ chia ấy. Thực tế ra cái bộ chia mà mình kèm cho bạn ấy, đây là cái bộ chia như này này. Mình kèm cho bạn nó cái Dạ bộ chia như vâng. này. Đây mình quay lại cái camera cho. Đây, bộ chia là như này đúng không? Vâng. Đấy thì cái thực ra cái bộ chia này nó chỉ là đảo cái vị trí chân dây thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn là cách bạn đấu luôn trực tiếp luôn. Đấu trực tiếp luôn xong bạn cuốn băng dính vào thì nó sẽ chắc chắn hơn nhá. Đây mình sẽ đỡ hướng dẫn bạn này. Dạ vâng ạ. Đầu tiên bạn là lấy cái kéo bạn cắt cái dây ra, cắt cách cách cái đầu mạng, cách cắt ra và cách cái đầu mạng độ khoảng 30 phân. Cái kéo cắt đi. Bạn chuẩn bị cho mình cái kéo với cái băng dính. Cắt cái đầu này à anh? Đúng rồi, cắt ra khoảng 30 phân. Đo đi, đo từ cái đầu đến đến cái dây kia kìa. Một đoạn dây cái khoảng 30 phân. Không, cái dây kia, Đây dây cái dây cũ cũng được đó. dây cũ thì vứt đi đi, vứt đi luôn đi, không cần dây cũ. Vẫn đi luôn. Rồi. Chưa? Dạ Có kéo, có rồi ạ. có kéo có băng dính chưa? Bạn quay vào đi. Bạn có ai nhờ ai quay được không? Nếu mà nhờ ai quay được thì làm thao Dạ tác nó nhanh không. nhất, một người quay, một người làm đi. Có ai nhờ ai được không? Dạ ơi, mỗi em. Rồi rồi, bây giờ bạn cắt một cái đoạn dây khoảng 30 phân đi. Cắt cái đoạn ấy đi, cách cách cái đoạn khẩu lối cái 30 phân, cắt đi. Đâu rồi, quay vào đấy. Cắt nó cho hỏng cái đầu dây này Bạn cứ cắt đi, mình hướng dẫn bạn thì bạn cứ sợ hỏng ấy nhỉ. Cứ cắt đi, mình cứ bảo anh. sao bạn cứ làm như vậy thôi, mình cái cắt đi khoảng 30 phân, đo dài lên khoảng 30 phân. Cứ làm đi bạn ơi. Hỏng đâu Là mới chịu. mình vẫn giữ một đầu đó. Bạn cắt đi. Ôi, cắt đi khổ lắm. Cắt đi, Cách cắt ba phân đúng không? đi. Vâng rồi, cứ hỏng là mình đền không sợ, cắt đi. Hỏi thợ để người ta hướng dẫn lại cô sợ. Đầu dây ra, tuốt hai cái đầu dây ra. Tuốt hai cái đầu dây ra. Tuốt cái vỏ ngoài ra nhé, tuốt cái vỏ ngoài ra. Tuốt được chưa? Rồi, Được tuốt rồi anh cái ạ. đầu dây đấy, bây giờ bạn tìm cho mình là cái dây đầu dây luôn, cái đầu dây cái bạn vừa tuốt ấy. Bây giờ mình bảo bạn nhé, khi mà Vâng. bạn tuốt cái vỏ nhựa bên ngoài ra thì ở bên trong thì nó có bốn bối dây đúng không? Vâng, Bốn đúng bối rồi. dây, bốn cặp dây, gọi là bốn cặp dây đúng không? Vâng. Bốn cặp dây bạn để nguyên đấy, bạn đừng có tách nhá, để nguyên bốn cặp dây nó xoắn với nhau đấy, nó sẽ có bốn cặp nó xoắn với nhau như thế. Thì bây giờ đầu tiên là cái Dạ dây ở vâng. bên bàn tay bạn đang cầm là cái dây đấy đang dẫn lên màn đúng không? Dạ vâng. Dây ý là dây ở tay các bạn đang cầm là cái dây đang dẫn lên màn. Thì bây giờ bạn lấy cho mình cái dây trắng lâu, nó có màu lâu ấy, cái bối dây cái hai cái dây quấn với nhau nó có màu lâu ấy, cái dây gần nhất ấy, bạn mình nhìn thấy cái dây gần nhất có màu lâu ấy, Nào đây dây màu đúng lâu.
Đúng rồi, cái dây đấy. Bây giờ bạn lấy cái dây trắng trắng này, còn những cái dây kia cụp hết lại, dây kia cụp hết lại. Dây kia cụp hết lại nhá, những cái dây còn lại cụp hết lại và chỉ quan tâm đến dây cái bối dây mà có hai dây, một dây lâu một dây trắng thôi. Như Đúng này đúng không? không ạ? Đúng rồi, cụp phải như thế, đúng rồi, chuẩn luôn. Thì bây giờ bạn lấy hộ mình cái dây trắng. Lấy cái dây trắng mà bỏ dây lâu ra, lấy dây trắng bỏ dây lâu. Rồi, bây giờ bạn lấy cái bạn bạn dùng mồm cũng được, bạn tuốt cái nhựa cái ra để là thò cái dây đồng ra. Thò cái dây đồng của cái dây Tốt trắng đoạn đúng dây không? trắng đúng Đúng rồi, dây trắng, mình quan tâm đến dây trắng thôi. Được, cắt vừa thôi, khéo là cắt vào bên trong cái đồng là đứt cả dây đấy. Tuốt cái lớp nhựa ấy mà. Vâng. Rồi Rồi. ok. Rồi một đầu xong nhá, rồi quan Rồi. tâm dây trắng rồi, tiếp đến cái dây còn lại bạn vừa cắt ra ấy, cái đầu bạn vừa cắt ra ấy, cái đầu đầu mạng ấy. Đầu mạng bạn vừa cắt ra đâu? Vâng. Đây. Cầm cái dây đi đi, rồi tuốt cái dây đấy. Cái dây đấy cũng tuốt ra nó thành, nó cũng có 4 cặp dây. Tuốt ra đừng cho nó lẫn nhá, tuốt dành riêng ra 4 cặp dây ra. Vâng. Đấy bạn tuốt, bạn đúng rồi, là có 4 cặp dây xoắn với nhau ấy. Thì bây giờ bạn quan tâm đến cái màu xanh lục kia, xanh lục gần bạn nhất. Còn những cái đầu cụm hết lại, Xanh đầu xanh lục đúng rồi, sai đấy. Còn đầu cái kia cụm hết lại, cụm hết lại, tụm hết lại. Rồi ok, bây giờ chỉ quan tâm đến dây xanh lục thôi. Tuốt cái dây xanh lục ra đấu vào cái dây trắng ở bên kia. vâng Tuốt cái dây xanh lục ra nhá, đấy cái dây xanh lục ấy. Xong mà đấu vào cái dây trắng bên kia. Đấu vâng đấu hai dây cái trắng dây bên với này nhau, đúng không? xoắn xoắn hai cái dây với nhau. Xoắn chắc vào. Vâng. Cuốn băng dính luôn vào, chập cả hai dây vào, chập cả hai dây cuốn băng dính không nó gãy đấy, cái dây nó cứng nó gãy đấy, gập đi gập lại nó gãy. Cuốn bây dập chập vào. Chập vào. Vâng. Trụm nó vào đấy, trụm như thế nó cuốn vào thì là chắc nhất. Cuốn băng dính luôn vào. Trụm ở đấy cách điện với nhau thôi mà. Cuốn cho nó cách điện với nhau Vâng thôi. vâng. Bạn quay vào điện thoại vào đấy đi. Ừ. Đúng rồi, cuốn băng dính vào đầu đấy, cuốn băng dính vào đầu đấy, đồng thời cuốn vào cả cái bó đấy cho nó chắc đi. Về sau bạn nó có di chuyển thì nó không bị đứt. Đúng rồi, cuốn cụm luôn vào đấy. Quấn đi. Vâng. Quay vào cái điểm bạn quấn ra nào, quay vào cái điểm bạn quấn ra nào. Đây, vâng. Rồi, quấn cái phần đồng kia, quấn cách điện đi. Cách điện này đừng cho nó quẹt vào đâu, cái phần đồng đầu đồng ấy, cái quan trọng nhất là cái đầu đồng kia, quấn đi đi. Đúng rồi, chỉ cần lối một sợi thôi. Chỉ cần một sợi tín hiệu thôi, mỗi một loại màn thì nó có cách đấu riêng. Cái loại màn trắng này thì đấu kiểu này. Vâng. Đấu kiểu này thì bạn Dạ nhìn cái vâng. mối lối, bạn đấu kiểu này thì bạn nhìn cái mối lối thì là nhìn nó hơi xấu một chút, nhưng mà đấu như này thì nó rất là chắc chắn bạn nhé. Đấy, nó chắc chắn, nó không Dạ qua vâng. cái khẩu lối kia thì nó chắc chắc hơn, nó hơi xấu một chút nhưng mà nó chắc. Đấy, bây giờ bạn Vâng kiểm tra vâng. lại hộ mình như này nhá. Đây mình cái quay vào cái khẩu lối này. Bây bạn kiểm tra lại như này cho mình cho chắc này. Đây mình bạn nhìn vào camera nhá. Dạ vâng. Đây chờ một chút mình quay cái camera lại. Đây nhá, bạn nhìn hộ mình cái dây này nhá, bạn ngửa cái đầu dây này này, bạn nhìn cái dây mạng của mình không? Cái hạt Có mạng đấy, cái hạt mạng bạn ngửa lên, bạn nhìn hộ mình cái dây xanh lục có phải là dây số 4 không? Cái dây màu xanh lục có phải là dây số 4 từ bên phía tay trái sang bên phía tay phải không? Đúng vị trí không? vâng Đây là 1 2 3 đúng 4. đúng 1 2 3 4 đến từ đây này. Đúng chưa? vâng đúng rồi Đúng đúng chưa? ạ Bạn nhìn chuẩn chưa? đúng ạ Đúng rồi, đúng thì chuẩn là được nhá, vì sợ là mình sợ là cái dây của bạn là cái thợ trước là người ta bấm sai cái vị trí màu dây thì mình kiểm tra lại cho chắc chắn đấy. Đúng, dây xanh lục là dây số 4 đúng không? Vâng. Đúng đây số 4 luôn ạ. Rồi ok, thế mày bạn cắm đi, bật bật cái màn đi. À, cắm điện vào màn đi. Vâng. Được rồi Ok anh chưa? ạ. Ok chưa? Được ok. Rồi thì là lúc đấy người ta bảo cắt làm sao cứ phải sợ, đã gọi thợ người ta hướng dẫn rồi lại cứ sợ hỏng. Đấy bây giờ mà bạn Em quay vào cái đang đầu đi, tính mình là nếu bảo mà không được quay quay vào cái đầu đây thì mình bảo vâng, em đang tính không được thì bảo anh gửi gửi lại cái đầu không, dây cái cho em, em đang cái tính đầu thế. dây cái đầu dây này thì mình cái đầu lối thì mình tặng bạn được thôi, cái đầu lối này thì mình tặng bạn được thôi, nó không không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà qua qua cái đầu lối này thì Vâng. nó sẽ không tốt, vì nó càng nhiều những cái rắc như này, càng Vâng. nhiều những cái rắc nó chuyển đổi như này thì nó hay bị hay chập chờn, nó hay bị lỏng rắc. Thì bạn cứ đấu luôn như thế thì là Vâng. chắc chắn nhất. Nó hơi xấu một tí nhưng mà chắc chắn nhất bạn Vâng. nhé. Đấy, thì bạn cắm thẳng trực tiếp vào Vâng đầu, vâng. bạn quay vào đầu đi mình bảo. Để mình hướng dẫn một số khách luôn. Đây. Đấy nhá, cái dây dây cảm ứng thì nó lắm ở cắm phía dưới, còn phần cái lỗ phần phía trên ấy, phần phía trên đây mình sẽ chỉ một số khách hàng này. Đây là cái dây Vâng. dây dây cảm ứng thì cắm ở phía dưới. Còn bạn giữ nguyên đi, dây cảm ứng cắm phía Vâng. dưới, còn dây lỗ ở phía trên này là lỗ cắm mạng Ethernet. Ok chưa? Đấy. Vâng, ok. Ok, thế nhé bạn nhá. Dùng cái đầu Vâng là vâng chạy vâng, rất là cảm trơn đúng ơn không? anh nhé. Cái mạng rất là trơn đúng không? Vâng.
Rất ok luôn anh ạ. Đấy, Và thì có vừa một rồi cái dây em là sao hôm lọ bạn sơ trong ý quá là trình bạn vận bị chuyển nó cũng căng dây đúng không? Hôm lọ sơ ý là căng dây là vâng đứt đúng luôn cái rồi, dây đúng không? vâng vâng Cái dây này thì không quan trọng đâu, thì cái dây này bỏ đi cũng được, vì cái này nó chỉ là đổi vị trí chân thôi mà. Mình gửi cho bạn là cái này là đổi vị trí chân. vâng Thì ở nhà bạn vừa mình hướng dẫn bạn đấu kiểu đấy thì là chắc chắn nhất. Càng qua cái ít giáp là vâng càng chắc chắn nhá. Cắm thẳng trực tiếp như thế là tốt nhất. vâng vâng Ok bạn nhá. cảm ơn anh nhiều nhá. Vâng, Ok em cảm ơn anh nhiều nhá. ok bạn. Thì thưa các bác là vừa rồi thì em đã hướng dẫn một cái bác khách là văn lý. Bác khách này bác đi làm sự kiện bác nhé. Bác này thì bác ấy cũng mua cái đầu smart ở bên em thì rất rất cũng rất lâu rồi. Đấy, và cái đầu của bác ấy là cái phương án là nâng cấp. Nâng cấp có nghĩa là đây em sẽ quay vào cái video đây. Nâng cấp là đây, em sẽ quay vào cái đây. Có nghĩa là những các bác đang sử dụng những cái hệ thống mà đầu đời cũ, cụ thể như cái bác vừa khách vừa rồi là bác sử dụng cái đầu của hãng VKTV đời cũ. Đấy, vì nó không có chế độ đời mới, không có chế độ là chạy online thì bác ấy đã nâng cấp mà gửi về bên em để nâng cấp lắp mới vào cái đó là cái main smart car này. Thì cái main smart car này thì nó cái hay của nó là đầu tiên đó là nó sẽ lắp được vào tất cả gần như là 100% tất cả những cái màn hình cảm ứng có mặt ở trên thị trường. Và cái mỗi một màn hình cảm ứng thì nó sẽ có một cách cách đấu nối dây cảm ứng riêng. Đấy, thì vừa rồi thì em đã hướng dẫn là bác cái đấu nối với cả cái màn hình của VKTV ấy, nó chỉ là đảo cái vị trí dây rắc thôi. Đấy, và với cái main này là cái main hàng mới cứng được bảo hành là 15 tháng. Thì khách hàng đã gửi về bên em rất là nhiều những cái đầu cũ, đấy bác sẽ nhìn được một thùng này. Đấy, rất là nhiều những cái đầu cũ để mà nâng cấp lên cái main đời mới. Thì khi mà các bác nâng cấp lên cái main đời mới thì các bác sẽ có một cái hệ thống mà mới đời mới cao cấp nhất, và đầu tiên là chúng ta sẽ có chế độ là hát online này. Với những cái bài hát trực tiếp ở trên mạng rất là nhiều, rất là phong phú, và chúng ta sẽ có xem được cả VTV, xem được cả K cộng, lướt web vào Facebook, đọc được những cái dữ liệu ngoài, xem phim 3D, tất tần tật rất nhiều những cái tính năng giải trí ở trên cái main này. Đấy, còn trong cái lĩnh vực hát karaoke thì con này nó hát mạng online luôn, bài hát nào cũng có luôn. Đấy, thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng. Và trong cái phương án là chúng ta đang sử dụng những cái hệ thống đầu cũ ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là nâng cấp lên. Chúng có nghĩa là chúng ta sẽ tháo vứt bỏ cái main của cái cũ của cái đầu ấy đi và lắp mới vào đó là cái main đời mới này, và tận dụng lại là cái ổ cứng, và tận dụng lại cái main nguồn, và tận dụng lại cái vỏ đầu. Thì cái chi phí chúng ta bỏ ra nó rất là hợp lý các bác nhé. Đấy, thì em cũng xin ngừng cái video tại đây. Và thưa các bác là em là một cái người hiện giờ thì em đang bán hàng về thiết bị âm thanh karaoke với rất nhiều những cái model hàng để phục vụ các bác. Và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thì có rất nhiều những cái hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Cái nữa thì trước kia kia thì em là một cái người thợ đã qua đào tạo về trường lớp về sửa chữa cái đồ điện tử điện lạnh. Cũng như là một số những cái thiết bị ở gia đình ấy, thì trong cái quá trình mà các bác sử dụng những cái thiết bị gia đình, thiết bị liên quan đến điện ở gia đình, và có cái trục trặc gì mà các bác muốn tư vấn, cũng muốn như cần cần bên em hỗ trợ để các bác sửa chữa khắc phục ấy, thì bên các bác sẽ gọi điện cho bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé. Đây em sẽ lấy cái số điện thoại của bên em đây. Các bác sẽ gọi điện thoại số điện thoại qua số đây. Số điện thoại đây ạ. Đây em sẽ quay vào số điện thoại này. Đây ạ, 0988 646 683. Thì bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bác. Thì em sẽ giúp được đến đâu thì em sẽ cố gắng nhiệt tình giúp đỡ các bác. Đấy, các bác sử dụng bất kỳ những cái thiết bị điện tử nào ở gia đình, điện tử điện lạnh các bác nhé. Vì em đã qua đào tạo là về phần lĩnh vực mà điện tử điện lạnh, sửa chữa những đồ điện tử và điện lạnh. Ví dụ như điện tử thì gồm có tivi rồi máy giặt rồi điện lạnh thì có tủ lạnh, điều hòa. Đấy, thì nó cả liên quan về điện tử điện lạnh. Thì các bác là có nhu cầu mà cần bên em giúp đỡ thì các bác sẽ gọi điện thoại bên em số đấy. Và các bác cứ gọi thì các bác sẽ gọi bằng Zalo ấy, thì có nghĩa là hai người nhìn đến nhau, em và các bác nhìn đến nhau thì em sẽ hỗ trợ nó sẽ cụ thể hơn. Và khi mà các bác gọi thì các bác sẽ kết nối Zalo cũng như là các bác kết nối cái đường mạng thật tốt vào để hai bên nói chuyện nó được trôi chảy các bác nhé. Và trong cái quá trình mà các bác sử dụng những cái hệ thống mà âm thanh, em thì chuyên môn về về thiết bị âm thanh, thiết âm thanh có các bác có vấn đề gì thì các bác cũng có thể gọi bên em thì bên em sẽ hỗ trợ các bác. Đấy, và không cứ là các bác phải cứ phải mua hàng ở bên em thì các bác mới được gọi. Đấy, thì các bác có thể là mua bất kỳ ở bên nào mà các bác muốn bên em, quan trọng là các bác muốn bên em hỗ trợ về kỹ thuật. Đấy, thì các bác cứ gọi bên em. Đấy, thì bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các bác về cái lĩnh vực mà đồ điện gia đình, âm thanh gia đình. Các bác nhé. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác. Và trong cái quá trình mà các bác theo dõi video này, ở dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ. Các bác sẽ ấn vào nút đăng ký ở đây, ví dụ như là các bác sẽ bật cái YouTube đây này. Đấy, và trong phần YouTube nó sẽ có cái phần đăng ký á. Nó có phần đăng ký thì các bác sẽ nhớ ấn vào nút đăng ký kênh. Có cái một nút đăng ký kênh thì các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để mà đăng ký kênh của em. Đây các bác sẽ nhìn thấy có cái phần nút đăng ký á.
Đó, thì các bác sẽ ấn vào nút đăng ký hoặc là các bác sẽ ấn vào phần chia sẻ để chia sẻ video. Đấy, thì em ở bên Lương Âm Thanh, đây em sẽ cái kênh của em đây các bác nhé. Đây. Đấy, thì các bác sẽ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em và chia sẻ video này để nhiều người biết hơn. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác. Mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như là chia sẻ thì một phần nào đó các bác đã ủng hộ kênh của em các bác nhé. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.